Thủ tướng Quốc phòng Ukraine thông báo trên Telegram ngày 16 tháng 5, quân đội nước này đã giành lại 20 km quanh Bakhmut, nhưng lực lượng Nga cũng tiến quân được phần nào trong thành phố. Vị này cũng cho biết các đợt phản công quanh Bakhmut không nằm trong chiến dịch phản công mùa xuân mà Kiev được kỳ vọng sắp triển khai, kêu gọi không nên đưa những diễn biến ở Bakhmut ra khỏi bối cảnh. Nga đang điều động thêm lính dù đến khu vực và giao tranh vẫn tiếp diễn. Giới chức Nga chưa bình luận về thông tin này. Trận chiến dày Bakhmut, thành phố từng là nơi sinh sống của 70.000 người, rơi vào thế giằng co trong nhiều tuần qua, khi cả Nga và Ukraine đều dồn lực vào trận đánh tại đây nhưng chưa đạt được đột phá. Ukraine tuyên bố Bakhmut là chìa khóa để kìm hãm lực lượng Nga ở vùng Donbass và ngăn họ tiến xa hơn về phía Tây.